Rồi bây giờ mình tiếp tục câu 3 nha các em Câu này nó sẽ khó hơn cái mạng vẽ hình Bây giờ các em quan sát cho thầy nè Để vẽ được hình Các em thấy Cái đề bài nó đâu có cho mình là đường nào vuông góc ở đáy đúng không Nhưng các em hãy quan sát cho thầy một xíu Câu A người ta kêu chứng minh gì SH vuông góc với ABCD Mà ABCD của mình là đáy S là đỉnh nữa Như vậy chứng tỏ rằng SH sẽ là đường cao Được chưa đó, cho nên là ở đây để vẽ được hình cho nó chuẩn á, thì các em từ cái yêu cầu bài toán mình sẽ vẽ luôn được chưa đấy giờ đây thầy sẽ vẽ chung với các em nhé đầu tiên các em vẽ cho thầy cái hình chóp. đấy là hình vua cạnh a Vậy chưa đó rồi đấy bình thường thôi không có gì cả rồi Đây. Rồi tí nữa các em sẽ chấm cái trung điểm này. Đây là A nè, đây là B, đây là C và đây là D nè. Rồi người ta gọi à, H là trung điểm của AB, K là trung điểm của AD. Người ta kêu chứng minh SH vuông góc ở đây đúng không? Và SAB là tam giác đều. Vậy ta từ điểm H này ta sẽ dừng đứng lên. Tại vì dù muốn dù không em cũng phải chứng minh à. Đúng không? Em mà vẽ điểm S nó lệch qua một cái á là tí nữa em vẽ chứng minh xong em cũng phải vẽ lại à. Được chưa? Câu này có nhiều bạn còn ghê hơn nữa là gì? À người ta kêu chứng minh SH vuông góc với đáy mà em lại đi vẽ SA vuông góc với đáy thì vậy mới đau lòng chứ. Đúng không? Em đọc kỹ đề một chút xíu là được, không có gì hả Được chưa? Rồi mình nói S với C lại Mình nói S với D lại Rồi như vậy thầy đã nói xong ha Rồi về đây là S nè Rồi Được chưa Thầy đã vẽ xong hình rồi ha Đây thầy có thể ký hiệu những cái góc vuông vào để tí nữa chúng ta Làm việc cho nó dễ Vì hiện tại mình chưa có S hát vuông góc vào đáy Cho nên thầy chưa có vẽ Ký hiệu vuông vô đâu Bây giờ mình mới đi chứng minh. Bây giờ câu A. Làm sao để chứng minh SH vuông góc với đáy đây? Các em chú ý là ở đây người ta cũng chả có cho SAB. À, mà phần SAB vuông góc với mặt đáy nữa. Như vậy thì để chứng minh SH vuông góc với mặt đáy em phải chứng minh cho thầy là gì? SH vuông góc với một đường thứ nhất. Và SH vuông góc với đường thứ hai. Đúng không? trong hai đường này thì sẽ có một đường dễ và một đường khó thì các em thấy ngay một đường dễ nó chính là đường đường AB bởi vì sao dừng video lại 30 giây giải thích cho thầy xem nào tại sao SH lại vuông với AB bởi vì SAB là tam giác đều đúng rồi được chưa đã như vậy thì ở đây à, đầu tiên ta sẽ chứng minh SH vuông góc với AB chứ đi trong thời gian đó các em suy nghĩ với thầy cái đường thứ hai xem là đường nào được chưa ở đây ta có là gì S à, vì sab của mình á là tam giác đều thì chưa có gì sh là trung tuyến đúng không vì h là trung điểm mà đó từ đó em suy ra cho thầy sh của mình nó là là đường cao được chưa mà là đường cao thì từ đó em suy ra cho thầy luôn SH vuông góc với với AB Như vậy là ta được một cái đường thứ nhất rồi Được chưa Bây giờ để chứng minh đường thứ hai thì em để ý mình còn một dữ kiện mình chưa xài hình vuông này cạnh A Tại vì trong các bài chứng minh vuông góc á không có rảnh gì mà người ta lại cho mình cái số đo đâu ha thì nó cho mình số đo là chắc chắn có ý đồ gì đó Đúng không? Người ta cho tiếp là SC là bằng A căn 2 Như vậy thì bây giờ em đoán xem em thắng sẽ vuông góc với đường nào nằm trong đáy đây Ở đây thì Thì bật mí cho các em luôn Nếu như em nào nghĩ ra rồi thì thầy xin chúc mừng các em Còn em nào chưa nghĩ ra thì thầy sẽ bật mí Cái đường thứ hai mà S nó vuông góc đó chính là CH này chưa Rồi Tiếp tục cho các em 30 giây suy nghĩ coi tại sao SH lại vuông góc với với HC nè. Rồi bây giờ thầy sẽ chữa nha. Để chứng minh SH vuông góc với HC thì thầy sẽ dùng định lý Pitago đảo. Mà muốn dùng được Pitago đảo thì thầy phải tính được độ dài SH, độ dài HC, đúng chưa? Bây giờ ta có ngay ta có ngay à, SH sẽ bằng gì? trong cái bài kỹ năng hình phẳng này đã nói rất là kỹ đường cao trong tam giác đều thì sẽ bằng cạnh căn 3 chia 2 được chưa AB bằng A như vậy tam giác SAB là tam giác đều cạnh A vậy thì từ đó ta suy ra SH sẽ bằng A căn 3 chia 2 được chưa nào bây giờ để tính được cạnh HC thì thầy phải có được cạnh BH sau đó thì Pythagore trong tam giác BHC là xong được chưa ta có tiếp thầy ghi ngang hàng đây luôn này ha BH là bằng A chia 2 Bây giờ thầy xét tam giác BHC Vuông tại B Thầy áp dụng định lý Pythagore vào Thì thầy sẽ được là gì HC sẽ bằng căn bậc 2 của BH bình Cộng BC bình Bây giờ thì thầy thay vô đây BH là A chia 2 Cộng BC là A Như vậy đây thầy tính toán ra được các em bấm máy xem Cái này trong kỹ năng hình phẳng thầy cũng đã nói luôn rồi ha Mình cho A bằng 1 Vậy ta ra được là A căn 5 chia 2 Đó Bây giờ để chứng minh tam giác BHC vuông này thì sẽ dùng định lý Pitago đảo. Các em quan sát này, cơ đảo thì mình dự đoán ngay nó vuông tại h đúng không? Vậy ra có SC bình là bằng a căn 2 tất cả bình bằng a bình. Tiếp tục SH bình cộng HC bình thì thay vô là a căn 3 chia 2 tất cả bình cộng cho a căn 5 chia 2 tất cả bình. Được chưa? Cho a bằng 1 thì em ra được là 2a bình chưa? Ở đây thì viết nhầm là 2a bình nhé. Đây mình cũng ra được hai a bình. Từ những điều này mình suy ra được cho thầy là gì? SC bình bằng SH bình cộng HC bình. Vậy từ đó mình suy ra ngay tam giác SHC vuông tại vuông tại H đúng không? Em mở ngoặc ra cho thầy là do định lý gì? Pitago đảo. Nhiều bạn ở đây quên chữ đảo một phát là đi lô nha, định lý Pitago nó không có phát biểu như vậy đảo nó mới có được chưa tam giác SHC vuông tại H thì từ đó ta suy ra cái đường thứ hai chính là gì SH vuông góc với với HC đây đường thứ hai đã xong ha đó. vậy có hai đường rồi các em chứng minh được cho thầy không rồi vậy thầy xuống dưới thầy ghi nha đây ta có là gì đầu tiên là gì SH vuông góc với à, ab sh vuông góc với hc ab cắt hc tại điểm gì h ab và hc này đều nằm trong mặt phẳng abcd từ đó thì suy ra được là sh của thầy vuông góc với mặt phẳng abcd được chưa đó như vậy thì ở đây các em quan sát cho thầy nhé câu a mình phân tích À, khá là kỹ. Rồi mình tiếp tục qua câu B. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu B nha các em. Chứng minh AC vuông góc với SK. Thì ở đây những bài chứng minh hai đường vuông góc á những đề mà khó chúng ta thường hay phải vẽ cái đáy ra để chúng ta nhận biết được những cái quan hệ vuông góc nó ẩn đi. Được chưa? Bài này cũng không ngoại lệ đây là một cái điều mà thầy thường hay nhắc các em khi chúng ta làm các bài về quan hệ vuông góc khi mà cái đáy của mình nó vẽ nhiều thứ được không đấy và thông thường khi mà vẽ đáy thì thầy cũng luôn dặn các em là chúng ta phải vẽ chính xác đáy người ta cho hình gì vẽ hình đó ra đấy người ta cho hình vuông mà em đi vẽ hình chữ nhật thì làm ăn được gì nữa đúng không đấy rồi như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nha chứng minh AC vuông góc với SK. Để chứng minh hai đường vuông góc thì một là em đi chứng minh AC vuông góc với một mặt phẳng chứa SK hoặc là em đi chứng minh SK vuông góc với một mặt nào đó chứa chứa AC. Chú ý rằng cái đường cao của chúng ta là đường SH, bây giờ thầy tô đỏ lại đường SH này. Tại vì trong quá trình sử dụng các em sẽ dùng hoài cái đường SH này. Biết tại sao không? Tại vì đường SH nó vuông góc với mặt đáy thì nó có một nùi cái quan hệ vuông góc được đẻ ra và nhiều khi mình không cũng không ngờ tới ví dụ như là sh nó vuông góc với ab này sh vuông góc với ac sh vuông góc với ck sh vuông góc với hk sh vuông góc với cd vân 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 em thấy nó vuông góc một nùi thứ không mà giả thiết nó không hề cho bởi vì người ta chỉ cần cho sh vuông góc với đấy là đủ hiểu rồi được chưa như vậy thì ở đây thầy thấy ngay đường ac của mình nè đường ac là một đường nằm trong đấy cho nên chắc chắn một đường cái đường nó vuông góc ngay là AC vuông góc với với SH liền. Đúng không? Vậy thì từ đó thì có khả năng thì sẽ dùng cái này nhiều hơn. AC vuông góc với một mặt phẳng nào đó chứa chứa SK. Và mình thấy ngay SH với SK nó nằm trong mặt phẳng gì? SHK chưa? Đấy. Đấy được chưa nào? Rồi Vậy thì mình cũng nói HK trong hình phẳng luôn nha các em Rồi mình nói HK lại Các em thấy điều gì chưa Đó chính là HK vuông góc với Với AC không Đó Bây giờ mình phải đi Chứng minh HK vuông góc với AC thôi Mà đây có phải là một bài toán Cấp 2 không Thì tin là cấp 2 nhiều bạn mà nói Để chứng minh này thì em chỉ cần một nút nhạc là xong chứ gì còn bây giờ lên lớp 11 rồi Thời gian thấm thoát thôi đưa thì 10 nốt nhạc cũng chưa xong à À không nha này rất là dễ Được chưa Giờ các em nối đường BD lại cho thầy Các em thấy gì không HK này nó Song song với BD chưa Vì đường trung bình Được không nào Rồi Vậy thì thầy sẽ giải câu này nha Câu B Ý đầu tiên là đi chứng minh AC vuông góc với với SK. Được chưa? Rồi như vậy thì ở đây ta có là gì? Đầu tiên thì phải đi chứng minh HK này vuông góc với AC trước bằng cách thì phải đi gián tiếp HK song song với BD. Bây giờ ta có à, bây giờ mình xét tam giác đi. Xét tam giác ABD có H và K lần lượt lần lượt là trung điểm trung điểm nhé của AB và AD. Của AB và AD. Từ đó ta suy ra ngay HK là đường trung bình, các em cho thầy viết tắt cái chữ đường trung bình nhé của tam giác ABD từ đó thầy suy ra là gì hk của thầy song song với với bd được không nào mà ta lại có là gì bd vuông góc với ac do gì abcd là hình vuông được không từ đó ta suy ra ngay theo tính chất bắt cầu của năm lớp 7 nữa ta suy ra được là hk của mình vuông góc với với ac được chưa rồi như vậy bây giờ chứng minh AC vuông góc với SK nó chỉ là một cái thủ tục thôi đúng không các em nhà ta có là gì ta có đầu tiên là AC vuông góc với SH giải thích vì SH vuông góc với mặt ABCD được chưa rồi thứ hai AC vuông góc với BD thứ ba SH cắt BD SH rồi Ở chỗ này thầy viết nhầm một chút xíu nha AC không ta không ghi ở đây vuông góc với BD mà vuông góc với với HK nhé BD thì cũng đúng nhưng mà hai đường này nó không có khác nhau được SH cắt HK tại điểm H được chưa Rồi SH và HK này đều nằm trong mặt phẳng SHK đó. Từ những cái điều đó thì suy ra là AC của thầy vuông góc với mặt phẳng SHK. Rồi, ma gì? SK nằm trong mặt phẳng SHK. Từ đó có phải thầy suy ra ngay không? Là AC của thầy vuông góc với với SK chưa? Đó, như vậy thì các em hãy ý đầu tiên giải không? Rồi, các em sửa bài vào chỗ này nha rồi bây giờ mình qua ý thứ hai để chứng minh CK vuông góc với SD thì có thể nói đây là một bài toán chứng minh à, đối với các em là khó bởi vì à, để chứng minh được bài này chúng ta lại phải đụng tới một bài toán chứng minh vuông góc trong hình phẳng ở năm cấp hai à, nếu như bài này thì cho các bạn cấp 2 làm á nhưng mà cấp 2 mà khá khá xíu á thì các bạn đó có thể sẽ làm ra được cái ý chứng minh vuông góc, tại vì trong bài này quan trọng nhất là ý chứng minh vuông góc ra thôi. Như các em để ý với thầy tại sao thầy lại nói như vậy. Bây giờ các em xem để chứng minh CK vuông góc với SD thì tương tự như hồi nãy mình thấy đường CK là một đường nằm trong đáy, do đó khả năng rất cao là ta sẽ phải đi chứng minh CK vuông góc với mặt phẳng SHD. Đường không nào? Bây giờ thầy nói đường HD lại nhé. Đây, vậy thì ở đây ta thấy ngay. À, CK của mình đã vuông góc với đường đường SH rồi đúng không? Vậy ta còn phải chứng minh CK vuông góc với đường nữa là xong. Hình phẳng thầy đã vẽ sẵn và thầy đã bỏ đi những cái không cần thiết. Ở đây khi vẽ xong mình thấy là CK nó vuông góc với gì em? HD đúng không? Vấn đề là tại sao vậy? <laughs> Nhìn thì dễ mà làm không dễ đúng không? Đó. À, như vậy thì làm sao đây? Đây là mọi toán chứng minh cấp 2 nha Bây giờ thầy sẽ cho các em à, 5 phút các em suy nghĩ thử xem sao Dừng video lại Rồi sau đó các em xem phần sửa của thầy Tại vì đây là toán hình phẳng mà Chứ có phải là toán cấp 3 đâu Đúng không Rồi Như các em suy nghĩ ra xong rồi thầy xin chúc mừng nha Bây giờ bạn nào mà chưa nghĩ ra thì bây giờ thầy hướng dẫn này Thầy sẽ gọi Nãy giờ mình chưa đụng tới điểm nào nha Điểm E đi đúng không điểm e thầy gọi e là giao điểm đi để dễ làm việc chứ ta không gọi cũng được nhưng mà gọi đi mình trình bày nó sẽ suôn sẻ hơn chút thôi được chưa này thầy gọi e là giao điểm của ck và hd được chưa hd rồi như vậy thì ở đây ta có là gì à để chứng minh hai đường này vuông góc ở cấp 2 ta biết nó có rất nhiều cách ở đây thầy sẽ chọn cách là chứng minh góc giữa hai đường này là 90 độ nói cách khác thầy sẽ chứng minh góc KED hoặc là DEC vân vân một trong bốn góc này là góc vuông rồi chưa rồi bây giờ để chứng minh nó là góc vuông thì các em coi quan sát kỹ thuật này ở đây mình dễ thấy ta có luôn đi ta có nè tam giác thầy có cái tam giác là AHD bằng với tam giác uh, DKC DKC rồi cho các em 30 giây suy nghĩ tại sao hai tam giác này bằng nhau và bằng nhau theo trường hợp nào nhiều bạn nói trời ơi, thầy ơi từ lớp 7 đến giờ em 4 năm rồi em còn nhớ cái gì đâu thầy Thầy ừ search google dùng thầy đi em coi coi hai tam giác bằng nhau nó có những trường hợp nào vì cuộc sống con người mình quên là chuyện bình thường nhưng mà mình quên rồi mình phải cố cách tìm để mình nhớ lại chứ không để nào mình thoái thác mình nói rằng thầy ơi 4 năm rồi em quên sạch bách hai tam giác bằng nhau gì rồi thì cái chuyện đó là không được nha bởi vì à, trong quá trình các em làm những bài tập tiếp theo thì nó sẽ liên quan tới những kiến thức cũ rất là nhiều Được chưa quên thì mình tự biết phải mở lại chứ không để nào mình thoái thác như vậy được được không nào rồi như vậy thì hai tam giác này bằng nhau vì mình thấy rằng cạnh AD bằng cạnh DC nè Cạnh AH bằng cạnh DK Này chưa? Và khúc vuông Thì đây là trường hợp cạnh góc cạnh Và các em chú ý cho thầy là gì? Ghi thứ tự phải đúng Tức là các góc bằng nhau phải đúng thứ tự Góc A thì bằng góc D hai góc vuông nè Góc H bằng với góc K Góc D bằng với góc C Này chưa? Đó, ghi sai thứ tự là mệt nha rồi sau khi hai tam giác này bằng nhau mình sẽ suy ra được là gì để cho nó tiện á, thì thầy sẽ gọi đây là góc d 1 đây là góc d 2 được chưa rồi đấy như vậy thì sẽ gọi tiếp đây là góc k 1 đi đó tất nhiên gọi góc ba chữ cũng được nhưng mà để cho nó đơn giản hơn thì thầy uh, ký hiệu góc như năm cấp hai cho nó dễ làm được chưa? rồi vậy thì thầy sẽ suy ra được là gì? đây góc H, H này H1 nè, thầy suy ra được là góc D1 sẽ bằng góc góc C1 đúng không? đây góc C1 đây, góc D1 bằng góc C1 và gì? góc H1 sẽ bằng góc K1 đúng không? H1 bằng góc K1. Hai góc vuông thì không cần phải bàn ha. Được chưa? Rồi, bây giờ em quan sát tiếp cho thầy nè. À. Bây giờ mình có tiếp là gì? Ta có Cái góc D1 của em á, cái góc D1 cộng với góc H1 có phải bằng 90 độ không? vì sao? do tam giác AHD là tam giác vuông thì tổng hai góc còn lại phải bằng 90 độ, được chưa? vì tam giác AHD vuông có thể ghi tại đâu cũng được, nhưng thôi đây chúng ta có thể không cần ghi, được chưa? mà bây giờ em thấy là gì? gốc H1 thì nó bằng góc góc K1 cho nên thầy sẽ thay cái góc H1 bằng các K1 vào đây tương đương với D1 cộng với gì K1 được chưa bằng 90 độ mà trong tam giác KED các em thầy phóng to lên cho các em coi góc K1 cộng với góc D1 ra góc gì em chính là là góc E1 chưa bởi vì tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180 được chưa đấy như vậy thì từ đó thì có được là đây suy ra suy ra cho thầy cái góc E1 ở đây bằng 90 độ chẳng qua là em đấy lấy 180 em trừ đi 90 ấy. tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ đấy các em được chưa đó, em nào mà không hiểu chỗ này thì các em ngẫm lại xíu chưa ra nữa thì các em hỏi thầy này chưa nào góc e một bằng 90 độ vậy từ đó có phải em suy ra được ngay là góc KED này vuông không nói cách khác là đường KC này của em vuông góc với vậy HD cho à, như vậy thì đây là một cái bài chứng minh hình phẳng cấp 2 cũng khá là thú vị ha. Đấy, cộng góc là xong rồi vậy thì bây giờ ta có tiếp là gì tới đây cái điều quan trọng nhất em đã chứng minh xong vậy thì để chứng minh tiếp em dùng điệp khúc rồi, rồi ra rồi chơi cái điệp khúc vuông góc thôi giờ ta có tiếp là gì này ck vuông góc với sh giải thích luôn vì sh vuông góc với abcd Nghe chưa ck vuông góc với hd mới chứng minh xong SH cắt HD tại điểm H SH và HD nằm trong mặt phẳng gì SHD như vậy từ đó thì suy ra được là gì CK của thầy vuông góc với mặt phẳng SH HD chưa đó rồi ma cái đường SD của thầy nằm trong mặt phẳng SHD chưa Đấy như vậy ở đây, đây thầy suy ra được là gì CK của thầy vuông góc với đường Đường SD Được chưa nào Đấy như vậy cái bài toán chứng minh hình phẳng này Nó cũng khá là thú vị Và nó bắt qua một cái bài hình học không gian Cũng thú vị không kém Đúng không nào Đó, Rồi như vậy các em đi bài vào cho thầy Chỗ nào các em chưa hiểu các em comment phía bên, bên, bên dưới Hoặc là inbox hỏi thầy Được chưa